Hello, chào mừng quý anh chị quay lại kênh Ichimoku Trịnh Phát á. Em là Anh Thắng TV, thành viên ITV lớp Văn. Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nói về cái câu chuyện là chúng ta nên chốt lại sau kỳ nghỉ lễ hay không nha anh chị. Anh chị thấy điều này nó hợp lý không? Đấy, vì thực sự ra mà nói á, tới giờ phút này em thấy là thị trường đã có một phiên hồi phục rất là tích cực của anh chị. Từ trước đó có một phiên nhâm điểm đúng không? Tuần vừa rồi chúng ta có một cái phiên đã phiên hồi phục, thì sau khi hồi phục xong nhiều anh chị nhà đầu tư cũng đã mua và cũng đã như là canh bán chờ hồi đã bán nha. Và dĩ nhiên là khi mà anh chị đã mua một phần rồi thì rõ ràng là khi chúng ta lên thì chúng ta có lợi nhuận rồi, thì việc đầu tiên chúng ta là phải trả hàng anh chị, trả hàng ra để chi đó là phải là trong một tình huống nếu thị trường có một phiên điều chỉnh sau lễ chẳng hạn, thì rõ ràng là anh chị sẽ là người gọi là tiếp tục mất đi mọi vị thế anh chị ha. Hoặc là một số anh chị nói là, em đọc trên Facebook á, một số anh chị nói là DG có khi mà lười tới 30% anh chị không bán gì, mà nó vừa lại bây giờ còn 10% người ta phải bán. Vậy thưa thật anh chị là khi mà thị trường nó đâu đó nó rung lắc, tại sao mình không bán 20%, 25% mà mình đã đợi vừa bụng 10%? Chứng tỏ gì ạ? Chúng ta kỳ vọng quá mức anh chị, vọng quá mức. Đấy, và DG thật anh chị, vừa rồi DG có họp báo cáo rõ ràng là quý 1 nó đang bị âm chị, âm trong khi đặt cái mục tiêu là lợi nhuận năm 2024 là dương. Để chúng ta từ từ đây chúng ta quan sát thêm cuối năm thử coi kết quả như thế nào. Tuy nhiên em vẫn nhớ DG là cho mua tại vùng giá, dạ cho mua tại vùng giá đây anh chị. Đây anh chị, chúng ta mua DG nha. DG này anh chị. Đây. DG em theo bạn rất lâu anh chị, ngày 4 tháng 3 anh chị ha. Đây anh chị. Ngày 4 tháng 3 này mua DG này, chốt lời 30 này anh chị. Nhưng mà sau đó anh chị thấy không? DG 29.35 này. Đó, tiếp tục này. DG điều chỉnh chốt lời này. À, rồi lên 30 34 lên chứ, 34 rồi, cắt lỗ 34 này. Rồi tiếp tục là chốt này, có nghĩa là theo cái lệnh DG từ ngày mùng 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 theo rất sát sao của chị ạ. Nên anh chị nào quan tâm đến cái tín hiệu của An Thắng TV cũng có thể là chúng ta cùng nhau cho nhau một cơ hội nha. Anh chuyển ID về BZQ, hoặc là anh chị có thể là mở một tài khoản mới tại VPS gì ha. Đấy, để chúng ta cùng nhau nói về cái câu chuyện là chúng ta mua và chúng ta theo dõi nó, chúng ta đừng đỡ đi đánh mất cái cơ hội gì ha. Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau xem xét lại thị trường. Vì tại sao em đang An Thắng TV nói là chúng ta nên chốt lời. Chốt lời. Anh chị có thể đó là chị em một lượt like, lượt subscribe, một kênh được không ạ? Anh chị em nào mà cần người tư vấn, cần người đồng hành thì connect cho An Thắng TV nha. Anh chị nào quan tâm tới khóa phân tích kỹ thuật có thể là join vào cái màn hình bên dưới anh chị. Phân tích kỹ thuật ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 học online 4 buổi anh chị ạ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đầu tiên là về cái vị thế là phân tích kỹ thuật á, theo dải Bollinger Band cũng như là cái đường MA gì ạ. Đầu tiên ấy, anh chị thấy rõ ràng là trên cái chart ngày chúng ta đều là sau khi thị trường nó giảm điểm những cú gọi là thần tốc anh chị, thần tốc giảm điểm, thì khi mà giảm điểm tới vừa cái vùng 1167 anh chị, 1167 thì em cũng để cho khách hàng là không phải vùng bán anh chị. 1167 nha. Đây 167 nha. Đây 167 hả? Bán. Mười chín tư này. Đó. Rồi. Là mất chín tư đúng không? Vùng bán đó. Vùng bán đó.
Đại loại là em cũng có chia sẻ là năm tháng tư đúng không? Năm tư mai anh chị mở mua tơ không nhé, đây hỗ trợ thị trường 156 này. À, hiện tại thị trường vẫn vùng trung hạn đấy. Chờ mua lại giá đỏ này thì thấy không, ngày 22 tháng 4 này đấy. Thị trường đi đúng hướng hồi lên này cho nên không phải vùng bán này, thấy không, rõ ràng không? Nghe chia sẻ cho anh chị là không phải vùng bán anh chị, chúng ta nghe là vùng mua anh chị. Trước đó hầu như là chia sẻ vùng vùng mua anh chị, lên quanh đâu đó là vùng 1.200, thậm chí là anh chị thấy nó vừa lại vùng 1.168 chưa. Hầu như là đây là cơ hội để cho anh chị mua hàng, anh chị không phải bán hàng ra. À, thì trong vụ tuần qua thì em cũng đã cho một số anh chị mua một số cổ phiếu, tí nữa chúng ta cùng nhau phân tích nha. Thì con thấy rõ ràng là cái câu chuyện ở đây á, là cái góc nhìn của em á, là thị trường đang hồi lên. Tuy nhiên tuy nhiên em nhìn thấy rõ, nhưng mình thấy á, nếu như nhìn giải Bollinger Band á, là kháng cự đang tốt cái này cơ anh chị, tốt này cơ, à đúng không, đúng không? Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên chị thấy rõ ràng là những cái giai đoạn mà hồi tháng 5, tháng 10, 2023 anh chị thấy nó hồi lên chưa? Đúng rồi, hồi lên chưa? Đầu tiên này, phá đúng không? Hồi lên đúng không? Nó tiếp tục là một nhịp nữa đúng không? Mình thấy rõ ràng là anh chị thấy rõ không? Thôi để em phóng to ra anh chị nhìn cho nó cho rõ ràng đây anh chị thấy không? Nó liên tục nó tạo những cái rồi hồi phục lên đúng không? Sau khi nó hồi lên thì sao ạ? Sau khi nó hồi lên thì cái chuyện xảy ra. Sau khi nó hồi lên đúng không? Thì nó cũng đã có một cái nhịp tiếp tục là giảm xuống trở lại, tiếp tục tăng lên trở lại và giảm xuống trở lại. À, sao rõ ràng là nó có rất là nhiều cái góc nhìn cho những nhà đầu tư anh chị này, anh chị nhìn này đó anh chị thấy không? Không phải là cái đáy này, đáy sâu mà cao đáy trước nữa, mà đáy sâu là thấp hơn đáy trước vậy. À, có nghĩa là một chiều đi xuống đúng không, anh thấy một chiều đi xuống không? Đến khi nào nó vừa tới vùng mà gọi là vùng gì ạ? À? Vùng mà những nhà đầu tư nào mà phải nói là hết tiền rồi, vùng này vùng hết tiền anh chị ha, thấy nó bắt hồi phục lên chưa, hồi phục lên chưa đó, ok chưa? Đây đây là một cái góc nhìn để anh chị cùng nhau phân tích và theo dõi nhé. Đây ví dụ như là trong cái giai đoạn anh chị thấy nó hồi lên này, anh chị thấy trong cái giai đoạn tháng 2 chưa, tháng 2 này. À, nó cũng giai đoạn này nó xuống đúng không, xuống nó hồi lên này, hồi lên rồi tức nó xuống nữa này, nên rõ ràng là anh chị có thể là canh những cái nhịp nhịp mà nó hồi phục như vậy để chi, để chúng ta có một cái nhịp ra hàng của anh chị và chúng ta có thể mua lại, dành sức mua lại những phiên tiếp theo của anh chị ha. À, anh chị thấy không, nó cứ rút dắt đi lên đi xuống anh chị, đến khi nào mà anh chị thấy rõ ràng là nó đã tạo những cái điểm cân bằng ở phía trên ấy, kênh trên á, thì chúng ta thấy một điều là tốt hơn. Còn hiện tại giờ chúng như gì này, nó vẫn là một cái trạng thái cắm đầu đi xuống chị ha, à, cắm đầu đi xuống anh chị ha. Đây à, rõ ràng là có những góc nhìn là chúng ta hồi chúng ta bán ra để chúng ta thu lại lợi nhuận, đặc biệt là những anh chị nào vừa rồi là thơ công anh chị, thơ không anh chị, thơ không mà tin đó. À, trong 2 ngày trong cái tuần sau nghỉ lễ thì em nghĩ là sau khi nghỉ lễ những anh chị nhà đầu tư nào họ đã dành cái lượng tiền của mình để đi nghỉ lễ đi du lịch thì chắc chắn là họ sẽ quay lại thị trường để họ tham gia tại thị trường anh chị nha. Thì câu chuyện đây là những anh chị nào đang vay margin những công ty chứng khoán thì có thể là gì ạ, còn có thể là ưu tiên những dịp này để chúng ta hạ tỷ trọng. À, anh chị nhìn này, và nếu như mà thị trường nó muốn tiếp tục đi lên thì thật anh chị là anh chị phải cần rất là thời gian rất là lâu anh chị. À, đặc biệt anh chị phải coi này, khi nào hai cái đường này nó thắt lại với nhau này, nó xích sót lại với nhau anh chị, à, cái giai đoạn nó xích sót lại với nhau này, thì đó là những cái giai đoạn bùng nổ đi lên chị. Còn hiện tại thì thấy là anh chị nó trong vua Trung Quốc, trong vua Trung Quốc anh chị không, à, thường là trong vua Trung Quốc vậy là nó sẽ rất là khó anh chị, anh sao châu một cú giảm điểm nó hồi lên chị ạ. À, đây là cái biểu hiện tháng 10 năm trăm hai này, sao nó cứ hồi lên giảm xuống hồi lên giảm xuống rõ ràng ạ. Nên là thật anh chị là khi nào mà chúng ta phát hiện được những cái nhịp tơ cộng ạ, thì em sẽ báo cho quý anh chị ha, báo cho quý anh chị. Còn hiện tại anh chị thấy không? Là nó đang một trạng thái gì ạ? Hai cái đường này nó đang trạng thái đang mở rộng. À, hai cái này rất mở rộng này. Như ví dụ như trong cái đoạn này nè anh chị. Trong đoạn này là hai cái đường tích lũy rất là tốt chị. Rõ ràng đang hướng lên anh chị ha. Thấy vậy mà nó vẫn phá band. Phá band chị, liên tục bám bên dưới anh chị. À, bám bên dưới đi lên.
Bạn vừa thấy các chỉ số còn lại. Dụ như chỉ số là MFI này, chỉ số RSI này, anh chị thấy rõ ràng là nó đã vờ những cái vùng gọi là vùng quá bán gì, vùng quá bán gì, à, vùng quá bán này, quá bán nha. Đây anh chị. Thị trường đã chạm vào ngưỡng quá bán. À, thị trường đã chạm ngưỡng quá bán, ra không chị thấy không, rõ ràng không? Đâu, chia sẻ cho anh chị luôn này. Nên là đây là những điểm mua anh chị ha. Đấy. Chỉ canh mua này. Anh chị thấy không? Anh chị thấy không? Rõ ràng là em thật sự anh chị là trong cái tuần vừa qua là có rất rất là nhiều anh chị là bán ngay đấy luôn anh chị. Đúng là thật sự nó không có gì đâu hơn là bán xong nó tăng của anh chị. Nghĩa là mình phải chờ những cái nhịp hồi anh chị. Tại sao anh chị không chờ hồi được? Vì ta cứ nghĩ là thị trường giảm sâu, thậm chí là nghe thiên hạ đồn rằng thị trường tới giảm 1.000, à, giảm 1.000 luôn. Anh thấy năm 2023 anh chị, thị trường giảm maximum nó giờ 1.020, tạm dù giảm 1.000 anh chị. Mà từ 1.020 anh chị thấy nó kéo lên tới vùng gì ạ? 1.295, 1.26, 1.29, 1.296 anh chị. Hơn 200 điểm, còn 300 điểm anh chị ha. Thế vậy mà nhiều nhà tư vẫn cho rằng thị trường vừa 1.000, tức là anh chị là anh chị nghe chi những lời của thiên hạ bên ngoài kia. Tại sao nó vừa là 1.000 này? Vừa 1.000 này ai mua anh chị? Ai mua? Vừa này ai mua anh chị? Không ai mua được. Không ai mua cả, nên rõ ràng là chúng ta điều này, thậm chí các chị báo anh thấy không? Nó chạm vào ngưỡng quá bán rồi. Nó hồi lên chứ. Hồi lên đúng không? Và khi anh chị hồi lên, anh chị để câu hỏi là hồi lên thì ai bán? Rõ ràng là những nhà đầu tư đang bị kẹp hàng. Những nhà đầu tư đang mong muốn thoát hàng và những nhà đầu tư đang mong muốn là lỗ thấp thôi anh chị. Thôi thay vì người ta bán lỗ đoạn này anh chị, người ta mua cái này là cân vốn lại đúng không? Người ta lên đoạn này người ta bán đúng không? Rõ ràng là cái câu chuyện này là phải có người bán và có người mua. Thì bây giờ ai là những người mua? Những người nào vừa rồi chúng ta đã đi đi nghỉ lễ anh chị, những anh chị đã rút tiền ra nghỉ lễ rồi, anh chị có nhu cầu quay lại thị trường mua. Và trong khi đó anh chị hiểu điều là trên thị trường có gần 3.000 cổ phiếu và hơn khoảng đâu đó 4-500 cổ phiếu là có thanh khoản. Thì khi mà anh chị mua theo cái tín hiệu của thị trường, anh chị biết cổ phiếu nào gọi là cổ phiếu mạnh, biết cổ phiếu nào cổ phiếu yếu anh chị ạ. Đặc biệt là bây giờ anh chị phải theo dõi rất sát sao bản điện anh chị. Vì chỉ còn một cái tích tắc nhỏ thôi. À, một tích nhỏ thôi, ví dụ anh chị nhìn trên đồ kỹ Ichimoku này, anh thấy rõ ràng giờ một tích nhỏ thôi là nó sẽ cho thấy những cái phiên lợi nhuận bao nhiêu phần trăm chị. Đây anh chị, những cái phiên lợi nhuận mà phải nói đang rất đẹp của anh chị ha. Chị 3%, yeah, 3% trong vòng mà 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên, 4 phiên, 5 phiên, 6 phiên của anh chị. Đấy, 6 phiên anh nói 3%, quá ngon rồi chị. Đoạn này là đoạn tơ không là quá trọn vẹn anh chị ha. À, đợt trước em muốn chia sẻ kịch bản 1205 mà giảm vừa 1205 hồi lên này, đúng ta, hay giảm vừa 1205 hồi lên đúng không? Sau đó là tiếp tục là nó không vượt được cản gì, không vượt được cản mà tiếp tục là nó đục xuống lần nữa. Thì rõ ràng xuống vùng này là hầu như là anh chị thấy phía dưới là những cái vùng có sự hỗ trợ anh chị, có vùng có sự hỗ trợ là quanh vùng 1158, 1156 anh chị ha. Thì rõ ràng xuống đây nó không có giảm nữa anh chị, không giảm nữa mà tạo một cái gì nhịp bật tăng. Tuy nhiên là có một cái điều là bất lợi cho những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu là họ đang bước vào trạng thái là mất ăn mất ngủ anh chị. Ăn mất ngủ á. À, điều này làm sao em biết được anh chị? Mình sử dụng cái công cụ UC Index chị ha. Thì mình thấy rõ ràng những nhà đầu tư họ đang nắm giữ cổ phiếu họ mất ăn mất ngủ. Và trước đó em cũng đã nhận định á, thị trường chứng khoán này, cái ngày mà ngày 3 tháng 4 anh chị. Ngày 3 tháng 4 đó. Ngày 3 tháng 4 là đâu đó là ngày thứ tư, thứ ba đó. Thứ hai, thứ ba livestream mà thứ sáu cái gì giảm điểm này, thì em mới nói là thị trường chứng khoán nó phải đi ngang ít nhất hai phiên sau đó đi hồi phục lên theo khách sạn Ichimoku định phát khúc lên chị không. Rõ ràng là cái ngày hôm thứ sáu rồi là kéo lên 1.1, 1.2, 1.7 anh chị, điểm tuyệt vời đỡ chúng ta ra hàng. Và xa hơn thì có thể hướng lên vùng 1.2, 1.2 20 và cũng như là 1.2 8 anh chị, 20, 1.2 8. Tuy nhiên thưa học anh chị ạ, anh chị nhìn sang cái góc nhìn trung hạn. Đây trung hạn anh chị thấy rõ ràng là trong tuần vừa qua anh chị, sau khi có một cú giảm điểm đúng không? Giảm điểm đúng không? Anh chị thấy có một cái tuần hồi phục kìa. Hồi phục rất tích cực đúng không? Rất tích cực. Tuy nhiên, đây là một cản tuần của anh chị.
Lúc đó là một hố trời rất là cứng đó chị, thấy vào vẫn xuyên thủng nha, xuyên thủng đâu đó là 75, hơn 100 điểm đó chị. Đây, một tuần xuyên thủng hơn 100 điểm thì rõ ràng là chị thấy là nó cố tình là đánh bật đi tất cả những gì mà nó tạo ra chị. 116 điểm, từ điểm cao nhất điểm thấp nhất 116 điểm. Nên thưa thật với chị là cái câu chuyện ở đây á, là chúng ta thấy sau khi đà hồi phục thì rõ ràng những nhà đầu tư mà họ đang nắm giữ tại vùng giá 1205 thì họ vẫn tiếp tục là gì, kỳ vọng đà ra hàng của chị à, kỳ vọng ra hàng. Và lúc này thị trường đang gặp cản tại vùng 1211 anh chị ạ. Nếu như trong cái tuần tới à, sau phiên nghỉ lễ chúng ta giao dịch hình như là ngày thứ tư, thứ năm, ngày thứ năm, thứ sáu và cũng như là thứ bảy, nếu như là bù thì rõ ràng chị thấy là chỉ cần là đóng một cái nến như này thôi là chúng ta thấy được điều là nó lại tiếp tục là gặp cản hành kháng cự anh chị, kháng cự. Lúc này là chúng ta phải chờ đợi những vùng bên dưới để mua. Thì rõ ràng nếu như thị trường mà nó vượt lên thì sao, trong tình huống mà thị trường nó vượt lên nó đóng một cái nến như này thì kiểu gì nó cũng phải test lại 1205 một lần nữa. Đấy, kiểu gì nó phải test lại 1205 một lần nữa để nó đi lên anh chị. Đó, anh chị thấy này, nếu anh chị nhìn sang cung tuần này anh sao, rõ ràng có những phiên mà nó mất điểm này, sau đó bắt đầu hồi phục lại đúng không? Đấy, hồi phục lại đúng không? Mà sau đó là trên này sao, nó tiếp tục một chu kỳ giảm điểm tiếp. Đấy, nên rõ ràng là chúng ta phải lựa chọn những cái thời điểm mà có sự hỗ trợ rất là mạnh, rất là tích cực. À, thì đó là một cái giai đoạn để gọi giai đoạn vàng để chúng ta đầu tư anh chị ha. Còn hiện tại anh chị thấy là ở trong quá trình đầu tư nhiều anh chị em cứ hô hào lên trong một đây là 1.200, 1.200 gần 1.300 rồi 1.500, nhưng thực sự ra nói là lên trên cao ở này là hầu như người ta đánh bằng margin chị. Khi mà margin thì rõ ràng là điều hiếu là margin á thì nó không phải là tiền thiệt của anh chị. Đấy, margin này. Đây quý vị. Tích này. Đây anh chị thấy không, 28 tháng 3 này anh chị thấy không, ngày 28 tháng 3 em nói là các room khác đã đánh bằng margin rồi anh chị, các room khác đã đánh bằng margin này, nên điểm số lên mà tiền không lên này. Ngày 28 tháng 3 anh chị ha, ngày 28 tháng 3 là đâu đoạn này này, đây giai đoạn này này chị, đánh toàn margin anh chị, toàn margin thôi. Và khi mà thị trường đâu đó lên vùng 1266 thì anh em ITB cũng đã cho khách hàng hạ tỷ trọng chị, à, hạ tỷ trọng rồi. Thì cái việc hạ tỷ trọng này nó cũng giống như là một trong những cái cơ hội để chúng ta gì tối ưu hóa lợi nhuận của chị. Đây, sao? Khi nó bước lên thị trường bước 1266 là tối ưu hóa lợi nhuận và nó khả năng lên đến 1332 không mở rộng của chị. Mình thấy chị thấy là nó lên tới vùng bao nhiêu ạ? 1295 chị, đó. Bắt đầu nó có một cú đảo chiều chị, đó, giảm điểm. Thì rõ ràng những nhà đầu tư nào mà nếu trong cái dịp đó mà đã nghe cái lời kiến nghị của em An Thắng TV thì rõ ràng là chúng ta đã chốt lại được một cục rồi anh chị. Cục rồi anh chị, đặc biệt trước Tết anh chị ha. Trước Tết. Những giai đoạn trước Tết là mua quá đẹp anh chị. Quanh vùng giá là 1084 anh chị, 1084, 1080 quá đẹp anh chị đó. Đó. Thậm chí là anh chị nào mà kiên trì gồng trước lỡ ví dụ cái vùng 1020 này quá đẹp anh chị. Phải nói là anh chị là anh ngon một cây sống luôn chị ha. Nên rõ ràng là anh chị, nếu anh chị chưa có người giao dịch à, chưa có người à, tư vấn hiệu quả, hoặc là anh chị chưa biết mua cổ phiếu nào, hoặc là anh chị chưa biết cách tham gia thị trường với cái vốn hóa như thế nào, và cũng như là view thị trường có hồi hay không hồi, giảm tiếp hay không giảm tiếp, để chúng ta nhẹ nhàng hơn trong quá trình đầu tư, chị có thể là xem xét em An Thắng TP và có thể trở thành một người đồng hành em Thắng TP gì ha. Anh chị có thể là mở một tài khoản tại VPS hoặc SI, hoặc là mở một tài khoản chứng khoán tại bên game của anh chị, game để mà được đồng hành với em An Thắng TP nha. Game là mặc sức mua mặc zin chị, ví dụ anh chị có 200 triệu thì chị có thể đánh lên 500 triệu, 1 tỷ, à, 1 tỷ nha. Lưu ý thì nếu mình có 200 triệu đánh ra 1 tỷ thì mình dùng còn đâu đó 400, 800 thôi, còn 200 mình phòng hờ nha, chứ đừng đánh hết, câu chuyện đừng đánh hết, nhưng mà vẫn nghĩa là thị trường nó tăng lên, ở tăng điểm, cổ phiếu tăng điểm, đó là một cơ hội để chúng ta đầu tư, đúng chưa?
Và khi anh chị đầu tư, anh chị phải có được lợi nhuận thì anh chị phải gì ạ? Phải ra hàng với gì ạ? Và thưa thật với anh chị là sang tuần là khách sạn mở ra hút lên này, đúng không? Hút lên này. Trong trường hợp mà nó có nhấn lên 128, thậm chí là nhấn một xíu, thưa thật với anh chị là nó kéo lên thì nó cũng test lại thôi. Nó cứ test lại thôi. Nên anh chị phải lưu ý giúp em cái đoạn này này. À, cái đoạn này từ thị trường này, anh chị nhìn này. Anh chị thấy không? Là nó kéo lên chút đâu. Nó sẽ test đi, test lại một xíu này. Ha. Test lại một xíu này. Anh chị phải lưu ý đi, ha. Lưu ý làm sao có những giai bạn kịch giai đoạn thị trường nó hồi lên này, nó hồi lên rõ ràng là mình tưởng nó ngon anh của chị, ngon anh rõ ràng là mình lên xong đúng là tính chất tơ cộng của chị, tơ cộng đúng không, thấy nó lên xíu này hả, tiếp tục nó giảm xíu này, nó về hồi lên này giảm, hồi lên giảm này, đây là một trong những cái quá khứ để hình thành rồi anh chị, không thể nào xóa được lịch sử anh chị, lịch sử là bạn không thể nào sửa được, bạn không thể nào xóa được, bạn chấp nhận sự thật hay không chấp nhận sự thật thôi nhá. Ví dụ như em cao 1m75 thì em phải chấp nhận là em cao 1m75, chứ em không nào nói ờ bạn cao tôi cao 1m75 này thôi bạn bạn thấp hơn tôi nhưng bạn 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 thông minh học giỏi hơn tôi thì tôi 1m60, không có lịch sử quá khứ nó như vậy rồi mà nhận diện cái vấn đề gì ha. Mình chỉ thấy rõ ràng là gì ạ, đây là những giai đoạn mà thị trường gì ạ? Có hồi đúng không, có hồi đúng không, có hồi đúng không, nhưng tôi đã tiếp tục vậy gãy hồi lên gãy tiếp không, rõ ràng là làm nhiều nhà đầu tư họ mất ăn mất ngủ anh chị, mất ăn mất ngủ anh chị, lo sốt vó luôn anh tâm lý gọi là gọi như là chán nản cùng cực anh chị à. Nó hồi đường cây là mừng húm luôn này à. Mình tiếp tục giảm tiếp này à. Rất là khó chịu anh chị ha, mình nhìn trên cái biểu đồ tâm lý mình đã thấy được rằng sự chuyển biến của những nhà đầu tư ngoài kia họ đang đầu tư chứng khoán họ đang gặp cái gì là mình cũng biết luôn anh chị à. Họ đang gặp cái gì là họ đang khó khăn gì mình biết luôn vậy, đây là những công cụ phân tích kỹ thuật như vậy ha. Rõ ràng chị thấy trong quá khứ nó đã có những lần nó phá đi vùng hỗ trợ nó hồi lên, lại phá vùng hỗ trợ tiếp hồi lên, phá hồi lên, phá hồi lên. Tuy nhiên đây là thị trường chung ha, chỉ số VN Index, nhưng anh chị nhìn sang các nhóm cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu gì FPT, anh chị thấy FPT sao? Một trạng thái mà nó vượt đỉnh với chị, vượt đỉnh đi lên chị, mở gap tăng chị. Một cổ phiếu là nhóm vốn hóa lớn nhưng mà nó lại một trạng thái vượt đỉnh đi lên, đi ngược lại thị trường chị ạ, đi ngược lại thị trường. Hoặc là cổ phiếu TTG ha. Đây. Ha. Là nó có những phiên hồi phục này anh chị. À, hoặc là cổ phiếu Vietcombank này. Đó, anh chị sao? Nó đã có những phiên hồi phục. Hồi phục rõ ràng là gì ạ? À, chúng ta thấy là chỉ số VN30. À, chỉ số VN30 nó đã trước đó nó giảm nhưng không phải đấy nữa anh chị. Giảm nhưng mà không phải đấy nữa anh chị, thấy nó hồi phục lên chưa? Rõ ràng không? Và trong một kịch bản thị trường nếu mà tích cực thì VN30 nó sao ạ? Nó phải nằm trên những vùng hỗ trợ này để đi lên, anh chị không? Hướng lên trên. Và lúc này những nhà đầu tư đang nắm giữ phiếu VN30 thì lại rất thích thú anh chị, rất thích thú anh chị và mong muốn là đầu tư thêm anh chị. À, tuy nhiên anh chị hiểu điều là tại vì sao cái cuối ngày thứ sáu vừa rồi anh chị thấy không, là nó chưa vượt được, nó không vượt thẳng luôn, không vượt thẳng luôn mà nó chỉ lên trên này rồi nó kéo vào lại. Thật anh chị là nhiều nhà đầu tư lên đây họ hòa vốn họ bán rồi, rồi nó thẳng như vậy ha, thấy anh chị vậy luôn. Đến chị hiểu điều là nhiều nhà đầu tư họ để chấp nhận mua gì tơ không, mua tơ không rồi nên thứ sáu rồi là họ kiểu như là họ xẻ hàng anh chị ha, có nhiều họ cũng bán, có nhiều họ cũng bán. Thì nhìn chung á, cái nhóm VN30 thì đánh giá lợi thế ha, lợi thế rất là nhiều anh chị, hầu như là cổ phiếu ví dụ như là SSI này. Thì thấy nó cũng có một tuần vừa rồi, tuần hồi phục đúng không? Sao? Rõ ràng không? À, nhưng mà đối với cổ phiếu VN30 thì đánh giá là tốt hơn so với nhóm mid cap. Nhưng mà nhóm mid cap thì thật anh chị là nhiều cổ phiếu, ví dụ như là cổ phiếu HHV này anh chị. Đấy. Thị trường hồi phục nó không hồi được anh chị, không hồi được. Nó không hồi được nha. FSN này. FSN thì cho thấy nó hồi. Chứ còn còn cái bạn HHV thì lực hồi không đủ mạnh chị, mà trong khi thị trường hồi đó là ba gần 60 điểm rồi mà HV vẫn lịch sịch vậy à.
đánh rất là khó chịu anh chị. Là của Pixel 4G đây, 4G anh chị không? Nó đi ngang luôn. Trước đó tại quần giá 11.4, nhiều nhà đầu tư nghĩ là ồ nó không giảm đâu em, nó không giảm đâu. Ấy vậy mà nó vẫn giảm như thường anh chị. Nó vừa là giá 9.6 luôn chị, thấp hơn mệnh giá luôn chị. Chị thấy không? Thấp hơn mệnh giá luôn chị không? Thậm chí là nó phá đi cái đấy năm 2023 luôn chị, vùng giá 9.6 anh chị à. Để nó vừa lại vùng giá 9.5 anh chị. Gỡ gõ nửa đầu năm thôi mà thị trường chứng khoán đã tăng lên, nhưng mà vùng tối ưu rồi mà các cổ phiếu mà dạng như midcap thì nó không tăng nhiều. Hoặc là cổ phiếu Hàm Long này, không Hàm Long này thì đang quanh quanh vùng 3.8 chẳng hạn, hoặc là cổ phiếu Đạt Phương này đó, lên quanh 42.75 này, hoặc là cổ phiếu Exxon này. Exxon kỳ rồi như có cổ tức hay sao anh chị, cho cổ tức này anh chị ta nó lên quanh vùng trên này. Có nghĩa là cái động lực tăng đối với nhìn cổ phiếu nhóm midcap thì không có nhiều, không mạnh mẽ bằng các nhóm VN30 anh chị. Nên rõ ràng ở đây em nói chị là nếu như thị trường qua lỡ ở đây mà nó hồi được thì em nghĩ là anh chị cũng nên là ưu tiên giúp em là hạ thị trọng ha, hạ thị trọng đặc biệt là quanh 1228 anh chị, 1228 hoặc là quanh vùng giá 1220 đó, những cái vùng anh chị em nên cân nhắc hạ thị trọng, vì không sớm thì muộn thì cái việc hạ thị trọng này cũng sẽ giúp cho anh chị là có được lợi nhuận đấy đã. Thứ hai nữa là giúp chúng ta có được cái vốn khi thị trường mà đó, về lại những vùng hỗ trợ bên dưới, ví dụ như về lại vùng 1156 lần nữa chẳng hạn vậy ha. Hoặc là nếu thị trường nó tích lũy đủ lâu và nó nằm trên vùng 1205 thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội vào. Còn tuy nhiên giai đoạn này nếu em nhé không lầm thì có thể là cuối tháng 5 anh chị, cuối năm anh chị ha, cuối năm khi mà có những vùng sáng mây này anh chị, đây 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 là những cái vùng sáng mây mà theo mà Ichimoku gọi là có những vùng gọi là hướng lên chị. Và khi mà đi được cái giai đoạn này anh chị ha, đi được những cái giai đoạn này này, đây là một trong những cái tiền đề để cho quý chị có thể nhà đầu tư là chúng ta ưu tiên cho việc gì ạ, việc đó mà chúng ta đầu tư kinh doanh anh chị ạ. Đây là một trong những cái gọi là gì, nó có thể đi lên chị. Đây là một trong những vùng mà chúng ta kỳ vọng trong tương lai anh chị ha. Đó, ok nhá. Đấy, đó là một cái điều mà em nghĩ là lên đây có khả năng nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm vào vùng này anh chị một lần nữa chẳng hạn. Nó giảm vùng này một lần nữa. Thì đó là một cái tiền đề để chúng ta có thể hướng lên trên những vùng mà đầu tư kinh doanh tốt hơn trong cái tương lai anh chị ha, nhịp sống tới. Đúng không? Logo hình VinFast anh chị ha. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cổ phiếu trong cái tuần qua em cũng đã cho khách hàng nắm giữ ha. Thì hiệp này em cũng sẽ cho khách hàng hạ tỷ trọng vậy. Đây ví dụ như là ESM nha. Chị quan sát với ESM nha. ESM này. Thấy ESM là quanh mũng 10-17 em sẽ cho khách hàng tham gia anh chị. Hầu như là anh chị thấy vừa 10-17 cho nó có test đi test lại anh chị ta. Và chúng ta có kỳ vọng mỗi nhịp là quanh 11.7. Tuy nhiên đến giờ này anh chị thấy nó lên được đâu đó là vùng khoảng 11.3. Thì nó được kéo vào 11.11. Đó, rõ ràng không? 4.5%, 10.7 anh chị ha. Ok à, ESM nha. Thì khả năng thì có thêm nhanh là hơi lên được 11.8. Nhưng mà trong trường hợp nếu như là em á, em nghĩ là chúng ta nên bán ra đi. Chúng ta phòng thủ. Phòng thủ anh chị ha, phòng thủ ha. Ok, phòng thủ. Ok nha, ESM này. Này, chờ bán này. Đúng chưa? Ghiêu thì sao? Ghiêu này, ghiêu thì quanh vùng giá 30.2 em cũng để cho khách hàng tham gia của anh chị ha. Và chúng ta kỳ vọng là vùng giá 33 nha anh chị ha. Chúng ta kỳ vọng một vùng giá 33 này anh chị đó. 33 là khoảng 86%. 33 nha. Chào bán tại 33 này. Vít này sao? Vít thật anh chị là cái câu chuyện vít á, hôm mà nó vừa đây nè anh chị, vừa vùng 41.8 chị, 8 gì đây, cây đây này, 41.8 em còn cho mua này. Nhưng mà rất tiếc là cuối phiên nó đóng 41. Đấy, anh chị nghĩ là VIX mà em cũng cho mua luôn đấy chị ha. Đây. Đây. VIX này, 41.8 này anh chị ta, ngày nhiêu này? Anh chị tiếc này, là cái ngày 23 tháng 4. Đấy 23 tháng 4 đúng không? 23 tháng 4 này. Thì bong không? Thì 41.8 nha.
hầu như là canh giờ chiều đó, mà cuối phiên nó đóng cửa dưới này anh chị. Ấy vậy mà nó từ 41 mở lên tới 43.5 của anh chị, không biết là anh chị có ăn được cái cây nên vít này hay không. Tuy nhiên hiện tại vít đang cái gặp cản tại vùng giá là 43.8, xe hơn thì có thể là 45. Em có thể theo dõi, có thể là chốt 1/2 đoạn này anh chị, lấy lọc rồi đã nha. À, chúng ta thở quanh 44 nha, 4 à, 44 nha. BVD thì sao đấy, BVD thì sao à, BVD cái đoạn này em cũng thấy giá rất là hay nha anh chị, quanh những vùng giá là 28.9 chị, 28.9 nè anh chị. À, hai tay thì kỳ vọng có thể lên 30 anh chị ha, nhưng mà hiện tại lên 29.6 này. À, 2.5% này. Nói thật anh chị là chúng ta đầu tư thì chúng ta không biết ông ráo chị có theo dõi thị trường không, cũng như là anh chị đâu. Đây BVD 28.8 này đó, thì 28.8 một canh mà canh 28.8 mà anh chị, 28.8 đúng không các bạn, bữa đó anh rút chân thì sao, 28 này và rút chân thì em 28.6 anh chị, rất là hay của anh chị. Không đâu, em thấy công cụ này rất hay, cho điểm mua rất tuyệt vời. Bởi vì bây giờ thôi hướng lên vùng giá 30 anh chị có thể hài tỷ trọng à, 30 nhá. Ok rồi, VX thì sao à, VX thì sao, VX thì anh chị thấy là đang lanh quanh có vùng hỗ trợ là 16.9 thì giữ thôi. À, MB thì sao, MB thì trước đó em báo là vùng mua, nhưng hiện tại anh chị thấy nó chưa vào vùng mua. Thì nếu anh chị đang nắm như MB thì canh những cái nhịp mà khách sạn hút giá quanh vùng giá 23 thì anh chị có thể bán ra nha. À, do em vừa rồi em đặt mua MB mà chưa có giá khớp, chưa giá khớp nên là chỉ có kỳ vọng 23 thôi. Anh chị nào đang nắm giữ EGC chẳng hạn nha, EGC Y nha, EGC nha, EGC nha. À, anh chị nào đang giữ EGC thì cũng có thể kỳ vọng một cái nhịp hồi quanh vùng giá 4.9, 14.9 nha. À, chúng ta kỳ vọng là 14.9. Ok. TNG thì sao? TNG thì anh chị thấy lên quanh những vùng giá là 19.6, bây giờ có thể hướng lên đâu đó là những cái vùng gần nhất là vùng 20.5, chị thấy lên 20.5 bán ra chưa? À, 20.5 này. À, TNG này. Chúng ta có thể chờ quay lại vùng giá 21 hay 20.5. À, khoảng 20.5 nha. Móc đi. BEF này. Đây, BEF anh chị thấy là nó tăng rất là tích cực của anh chị ạ. À. Nó tăng đâu đó từ những cái giai đoạn mà nằm dưới là 25.6 này, 25.3 này, 25.6 này, 25.5, 25.6 này, kéo lên tới 28 này chị. Đoạn này lại ngon anh chị, ngon chị ha. Đoạn này có 10% quá ngon anh chị. Đó, đoạn này quá ngon. Đây, trước đó thì em cũng một kỳ vọng là nó hướng lên này, rất nhưng mà thật sự ra nó chưa lên được chị, nó phải test lại ha, test lại này, rồi nó hồi lên này. Đó, ok nha, BF. Thì đoạn này có thể quanh 29 ha. Anh chị có quanh 29. BCM thì sao? BCM thì anh chị thấy một điều là sao? Nó cũng là một phiếu nhóm VN30 và cái bạn này rất là yếu anh chị. Và anh chị thấy là rõ ràng là trước đó thanh khoản giao dịch nó rất là nhiều này, nhưng mà anh thấy chiều bán chiều mua ha. Chiều hầu như chiều bán nhiều hơn chiều mua anh chị đó. Nó chiều bán nhiều hơn chiều mua này chị. Nó cứ sụt giảm liên tục à. Đánh cổ phiếu này em không thích lắm chị, thích lắm. Ok nha, BCM này có BCM này ta. À, BCM là chiếc vừa rồi em bắt đấy từ vùng giá 50 à. Ok, vậy chúng ta có kỳ vọng là quanh vùng giá là 8 nha. IG TG đó thì sao, TG thấy là quanh vùng giá 26.5 thì sao, bờ rất gần vùng giá 26.5 thì lên 28 thì sao. TG này đó, anh chị thấy là khả năng thì quay là 3x đây, 3x đấy, 3x 30 nha. À, ok, đó là một số cổ phiếu mà em chia sẻ với anh chị nào đang theo dõi live stream nhớ em được like lượt rất là ủng hộ kênh nha. Một số cổ phiếu khác thì em sẽ cập nhật trong cái room, hy vọng là quý anh chị có thể là theo dõi cái gì. À, chúng ta có thể là theo dõi và cũng như là một lần nữa là chúng ta có thể là cùng nhau đồng hành trên thị trường chứng khoán để cùng nhau kiếm tiền nha chị nha. Và nếu như anh chị chưa biết mua cổ phiếu nào cũng như là chưa biết thị trường tuần tới nó có thể là đóng một cái nến nằm trên cái cản tuần hay không, còn các cổ phiếu nó có vượt được cái vùng kháng cự để lên hay không, thì chúng ta phải cùng nhau nhìn lại một xíu nha.
Đấy, chị đó. Trong tùng rồi chị thấy là nó đã cố gắng lấy lại vùng cái kháng cự rồi chị, nó vượt được kháng cự rồi. Và thông thường vượt kháng cự xong nó phải test lại một lần nữa anh chị. Đó, đây nhìn thấy không? Mới vượt nó test lại đúng không? Tăng lên là test lại đúng không? Nó test là 2 tuần rồi đi tiếp này. Hai đoạn này thì nó chưa chạm vùng hỗ trợ à. Mình thấy là nó test cái bốc lên này, nó sẽ test lại này. Rõ ràng là chúng ta phải cân nhắc những cái nhịp mà nó hồi nó giảm vừa. Khi nó giảm như vậy thì thấy là nó giảm vừa xuống nó đây luôn mà. Trong quá khứ hồi tháng trong đợt mà năm 2023 nó gần đây lắm chị. Chị nhìn sang những năm khác là sao? Đây. Sao? Nó vẫn hồi luôn, nó vẫn giảm tiếp đúng không chị ạ? Nó theo một mạch giảm mà anh chị thấy không? Theo một mạch giảm thế này làm sao mình chơi được? Mình chỉ đánh khi nào thị trường nó có trend thôi. Chứ mà cái giai đoạn mà thị trường nó đang giảm như này sao anh chị cha cho vào được anh sao nó giai đoạn như này anh chị thấy kéo bùng 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 đi lên nó quá ngon, nó đầu tư này sao hầu như không có cản hết này, quá ngon đầu tư này. Mà khi mà thị trường bắt đầu là dấu hiệu đảo chiều xu hướng một cái như thế thì thoát ra ngay lập tức ha, thoát vị thế ngay nha. Và có điều nữa, nếu anh chị nhìn trên cái chỉ số RSI này, đấy, chỉ số RSI này, RSI à, anh thấy chị thấy rõ ràng là có những cái giai đoạn mà chỉ số này hầu như cũng quá bán rồi, đó, quá bán rồi, đó. Anh chị nhìn này, nhìn thấy không? Nó chạm vào ngưỡng quá bán luôn, nó kéo lên vùng này, 50 này. À, cái vùng 50 đúng không? Nó lúc lách lúc lách lúc lách lúc lách lúc lách giảm tiếp đi lên tiếp à, lên đây thì thưa thật anh chị là đôi lúc á, đôi lúc những cái vùng mà vùng 50 như thế này này nó là những cái điểm sáng ở cho mình gọi là bán chị à, mình bán ra chứ cũng không phải là cái gọi là mình lên tới vùng 70 mình mới gọi là bán nha à, nhiều khi lên tới 70 rồi mình còn gọi là tham, tâm lý mình còn tham chút nữa anh chị, tham một chút nữa mà thường tham tâm anh chị ha. Nên rõ ràng là mình phải có một cái công cụ trong theo dõi nha. À, và khóa phân tích kỹ thuật sắp tới đây từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 5 2024 dạy online 4 buổi. Anh chị nào quan tâm có thể liên hệ tấn TP gì á, anh chị nào mà muốn một tài khoản chứng khoán tại BBS hoặc là đã có tài khoản BBS rồi có thể chuyển sang ID sang em An tấn TP để được đồng hành với lại em An tấn TP nha. Một lần nữa thì em cũng xin chúc anh chị là có 2 ngày kỳ lễ ngày 30 tháng 4 ngày 1 năm lễ trọng đại của đất nước là nhiều niềm vui và triệu triệu nụ cười. Bên cạnh đó là việc đầu tư chứng khoán mình sẽ được hiệu quả nha. Và đó với anh chị thấy thị trường chứng khoán có thể tăng có thể giảm, nhưng vấn đề là nhiều cổ phiếu chúng ta mua chị, nhưng mà chúng ta mua giá cao, ví dụ như VND này anh chị thấy VND này chúng ta mua ở một cái mức độ giá cao thì không thể nào chúng ta bảo rằng nó tốt được của anh chị, và chúng ta sẽ đầu tư trung hạn được chị. Em có một khách hàng họ mua ngay vùng giá là 23, vùng 23 anh chị ạ, 3.2 nha, 3.2 lên 25, 24, 25 không bán trước khi sập anh chị, trước khi mà hệ thống VN-Index bị sập ạ, không bán đến khi mà nó vừa lại vùng giá 18, 19 không còn tiền nó mua là hát cái hát ngàn hát ngàn họ mua tại vùng giá 42 của anh chị, 42 đây, 42 đây lên đây họ có lãi rồi họ cũng không bán, nó vừa giá vùng giá 36, 37 không còn tiền nó mua. Nó thưa anh chị là chúng ta nhìn trên tất cả công cụ thì chúng thấy đều là khi nó vừa đây là vùng mua rồi, vùng mua rồi của anh chị ạ, à, vùng mua rồi thì sao à, thật là công viên đi hầu như là nó sẽ có những cái vùng mua mà chúng ta không mua được thật của anh chị là chúng ta sẽ mất đi những cái lợi nhuận rất là nhiều của anh chị, rất rất là nhiều nha anh chị nha. Anh chị cố gắng đồng hành với em đang thắng TP nha, hoặc là anh chị theo dõi em đang thắng TP có mong muốn cơ cấu danh mục hoặc là mong muốn tín hiệu thị trường sớm thì kết bạn với em An Tấn TP nha, số điện thoại 0938 5291. Và một lần nữa thì thưa anh chị, chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta cũng phải có được một cái kỹ năng và cũng như là chúng ta phải biết được là vùng nào vùng chốt lời, vùng nào vùng mua anh chị, vùng mua em đã báo rồi thì bây giờ em báo vùng chốt lời thì anh chị chưa có người tham gia thị trường, chưa có người nhận định, có thể là theo dõi em ăn tính TP rồi trong thời gian tới như thế nào nha. Còn nếu thị trường mà mong muốn bứt tốc đi lên lại một ngàn tầng ba nữa thì chị phải tích rất là lâu anh chị, thậm chí nó còn phải test đấy 2-3 lần nữa mới đi được nha. Ok nha, nên là có lãi thì nhớ bán giúp em, hòa vốn cũng bán, lỗ nhẹ cũng bán nha. Giai đoạn này ưu tiên là cơ cấu danh mục, anh chị nào chưa biết cổ phiếu nào mạnh chưa nào yếu thì
có thể là tham khảo tín hiệu em thắng TP nha anh chị ha. Bye bye anh chị, chúc anh chị một ngày làm việc, một ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui. Bye bye nha.